Vâng, em là Lan Rừng Cường Hiền, xin kính chào tất cả các bác cô chú anh chị. Hôm nay là buổi sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024. Ngày hôm nay thì là một ngày nghỉ lễ các bác nhá. Thì trước khi vào cái video bán hàng ngày hôm nay thì em xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày nghỉ lễ bên gia đình thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ những chậu nái này, những cái dòng năm cánh trắng, dòng hồng rất là đẹp, chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và các bác xem video thấy hay thì cho em xin một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ và một nút like các bác nhé, để không bỏ lỡ những cái video mới nhất của nhà vườn. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Và tất cả các bác mua hàng trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì mỗi một bác thì em sẽ đều tặng kèm các bác một cây địch quả như thế này các bác nhé. Cái địch quả này thì nó là cái dòng lá mít các bác nhé, lá mít thân thủ và hoa ám này. Cái dòng này hoa của nó rất là đẹp, rất là sai. Đấy. Đấy, mỗi một bác sưu tầm thì ngày hôm nay em đều tặng kèm các bác một kỳ như thế này nhá. Đấy, em đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay thì đơn hàng số 1 ngày hôm nay đó là cái dòng cái chậu mít này ấy, thì là hôm trước em vừa chia sẻ chậu mẹ rồi ạ. Chậu mẹ của nó thì bản lá thì nó rơi vào khoảng tầm 8 đến 9 cm, dao động 8 9 cm. Cái này thì là cái khóm này là nó ở ngoài chậu này thì em tách ra em trồng. Đấy, bây giờ nó lên mầm gốc như này rồi. Đây, vừa rồi đây thì em mới bón ít phân dê thôi, còn trước đây là chỉ có vỏ thông không được các bác nhá. Cái dòng mít này thì nó chưa có mặt bông này, nhưng mà cái thân lá thì cái thân lá của cái chậu mẹ ấy, thì trông nó rất là giống cái mít hồng trần các bác nhá. Trông rất là giống cái mít hồng trần nhá. Cái này thì về các bác thắt ngọn rồi, về các bác test hoa được luôn. Cái này thì chỉ có một chậu thôi. Nếu bác nào mà chưa có giống mà muốn sưu tầm mít thì các bác sưu tầm nhá. Cái dòng này bản lá rất là to. Cái này là do là không chăm sóc gì các bác nhá, không chăm sóc gì, chỉ có tưới nước thôi. Và đây là em tách cái khóm ở ngoài thôi, chứ còn cái chậu mẹ vừa rồi em chia sẻ đấy, có bác ở trong Đắk Lắk đã sưu tầm được cái chậu mẹ rồi ạ. Cái đơn hàng số 1 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng nhá. 150.000 đồng cho đơn hàng số 1. Cái này em có một chậu thôi, bác nào mà muốn sưu tầm thì các bác nhanh tay nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng người đẹp Bình Dương các nhá, người đẹp Bình Dương. Kỳ này là kỳ cắt khúc này, rất là mập và rất là đẹp. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay, kỳ này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng. Kỳ này vẫn đang đi ngọn con nhá, lá ngọn vẫn đang đẩy đấy ạ. Đấy, kỳ rất là đẹp. Và mặt bông thì em có để phía góc bên trái màn hình để các bác cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Đấy, đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là một cây năm cánh trắng ngọc sơn cước các bác nhé, ngọc sơn cước. Đấy, cây này là cây cắt khúc. Cái size này là cái size nhỏ, các bác sưu tầm về làm giống rất là hợp lý thôi. Cái dòng ngọc sơn cước này là một cái mặt bông mà phải nói là rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp. Tất cả những cái mặt bông năm cánh trắng rồi hồng rồi thì em chia sẻ cho các bác đây là trước đây nó là những cái dòng cao cấp, số lượng nó ít và giá thành nó cao. Và thật ra là rất là nhiều bác trước đây ấy, sưu tầm được, bảo là sưu tầm được đủ các mặt bông. Nhưng mà các bác sưu tầm thì các bác lưu ý nhé. Vì thật ra là bây giờ dù là nó có rẻ nhưng mà vẫn có rất là nhiều nhà bán nó không chuẩn đấy. Đơn hàng số 4 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng trên một kg nhé, cho đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một chậu ám mắt trâu các bác nhé. Ám mắt trâu đường sành Phú Thọ. Chậu này 5 mầm gốc. Đơn hàng số 5 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. 400.000 nhỏ nhá. Các bác có một chậu nái ám mắt trâu về ngắm hoa quá là đẹp luôn. Cái ám mắt trâu này thì hoa của nó rất là thơm luôn nhá, cực kỳ thơm luôn và rất là sai hoa. Cái này thì em có một chậu thôi, bác nào chưa có giống thì các bác sưu tầm nhá. Chậu nái luôn đấy ạ. Chậu này là chậu to luôn các bác nhá. Đây, đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay một chậu hồng mỹ nhân. Chậu này 2 kỳ rồi nhá. Đơn hàng số 6 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là, chỗ này chia sẻ với giá là 130.000 rồi nhá, 130.000 cho đơn hàng số 6. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 này, chậu này một mầm gốc quá đẹp luôn này các bạn này. Một mầm gốc rất là to các bạn nhá, rất là to, ngọn đang đi phà luôn. Mầm gốc này 2 4 6 nó rơi vào khoảng 70 cm các bạn nhá. Mầm gốc này tầm 70 cm rồi. Đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 rồi nhá, 170.000 cho đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay, chậu này 2 mầm gốc các bác nhá, 2 mầm gốc và một mầm lỡ. Một mầm để lỡ này là 3. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 8.
Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay thì trọng này hai mầm gốc rồi nhá. Hai mầm gốc đây, ngọn này, ngọn vẫn đang đi phà phà luôn. Mầm dài này 2 4 6. Nó rơi vào gần 80 cm nhau nhá, gần 80 cm mầm dài rồi. Những cái chậu này thì là chắc chắn hoa luôn rồi nhá, chắc chắn hoa. Đơn hàng số 9 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay thì ngắn hơn thôi nhá. Đơn số 10 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn số 10. Em chuyển qua đơn số 11. Đơn số 11 ngày hôm nay, chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng nhá. 400.000 cho đơn số 11. Chậu này hai mầm gốc đều nhau và rất là đẹp luôn. Đấy, đây là hồng mỹ nhân. Hết đơn 11 là hết hồng mỹ nhân các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 12. Đơn số 12 ngày hôm nay đó là một chậu nái hồng á hậu các bác nhá. Chậu nái hồng á hậu. Chậu này tổng có 9 mầm gốc thôi nhá, 9 mầm gốc. Đơn hàng số 12 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 600.000 đồng cho đơn hàng số 12. 600.000 thôi nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay. Chậu này một mầm gốc nhưng mà mầm gốc này thì siêu chất lượng luôn rồi nhá. Ngọn đang đi phà phà. Con này thì thắt ngọn thì theo như em nó phải dao động 1,2 đến 1,5 cơ. Đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 13. Dòng thân thủ luôn các bác nhá. Đấy, mầm gốc đây. Chậu này một mầm nhưng một mầm này các bác nhìn ở ngoài á, bao phê luôn nhá. Em quay ở đây thì không gian nó rộng nên là các bác nhìn nó chưa được rõ này. Còn con này nhìn ở ngoài thì bao đẹp luôn. Đơn số 13. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14 ngày hôm nay chậu này hai mầm gốc. Hai mầm gốc này đều nhau chấm chấm luôn các bác nhá. Đơn hàng số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn số 14. Em chuyển qua đơn số 15. Đơn số 15 và đơn số 16 ngày hôm nay. Đấy, 15 và 16 mỗi chậu hai mầm gốc. 15 và 16 này thì em chia sẻ đồng giá là 200.000 trên một chậu các bác nhá. Đây là đơn hàng số 15 này. Và đây là đơn hàng số 16 này, 200.000. Em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cành trắng phú thọ. Đơn hàng số 17 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn số 17. 150.000 đồng nhá. Một chậu nái phú thọ hai mầm gốc rất là đẹp luôn. Những chậu này các bác cứ để đến tầm tháng 11, 12 các bác cắt nước dần nhé. Cắt nước dần để cho xuống lá. Những chậu này 100% hoa, các bác ngắm hoa luôn. Mà cái những cái dòng phú thọ á hậu mỹ nhân là những cái dòng sai hoa và cực kỳ dễ hoa các bác nhé. Đây là đơn hàng số 17. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay đó là ám lá nhựa địch quả các bác nhá. Đơn hàng số 18 này, cái cặp này nếu các bác lấy cặp này là 150.000 này, hoặc một chậu 3 kg như thế này cũng 150.000. Đấy, đơn số 18. Cái này các bác lấy một cặp hay là lấy 3 kg này các bác cứ liên hệ cho em nhé. Và các bác mua hàng nhà em thì các bác lấy từ 2 đơn trở lên. Lấy từ 2 đơn trở lên là các bác sẽ được bao cước phí vận chuyển nhé. Một đơn thì các bác sẽ được tặng quà và hai đơn là được tặng quà và bao cước phí vận chuyển. Này các bác thì là có thể lấy từ 2 đơn trở lên nhé để được bao cước nhé. Đấy, đơn hàng 18 này. Em chuyển qua đơn số 19. Đơn số 19 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng Juliet. Đấy, cây này là cây đầu ngọn nhé ông nhá. Rất siêu nhiều rễ, rễ rất là khỏe rồi. Đơn hàng số 19 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn số 19. Em chuyển qua đơn số 20. 20 ngày hôm nay đó là một cây Juliet. Đấy, bám chậu rồi. Đơn 20 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn số 20. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21 ngày hôm nay chia sẻ cho các bác với giá là cái này 300.000 đồng không nhá. 300.000, cái này còn size này thì còn có vài cây thôi. Chia sẻ nốt cho các bác sưu tầm về làm giống này. Đấy, 300.000 các bác có thể sưu tầm được Juliet này. Mua hàng ở bên nhà em thì các bác yên tâm nhá, chuẩn giống, chuẩn mật bông. Juliet này một cái mật bông mà rất là đẹp và vừa đây này thì nó giá của nó cũng vẫn còn rất là cao nhá các bác nhá. Vừa đây thôi chứ không phải nói đâu xa cả. Cái này thì chắc chắn rằng là rất là nhiều bác chưa có giống này. Đấy, đơn hàng số 21, 300.000. Em chuyển qua đơn hàng số 22. 22 ngày hôm nay đó là người đẹp không tên. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 rồi nhá. 150.000 cho đơn số 22. Em chuyển qua đơn số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay, kỳ này chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng rồi nhá. Cắt khúc, ngọn vẫn đang đi. Đấy, đơn hàng số 23. Em chuyển qua đơn số 24. Đơn số 24 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000. Cái này thì kỳ cắt khúc thôi nhá. Đây ạ, cái này thì nó đang có cái mắt nhú nhú.
Đơn hàng số 24, người đẹp không tên. Em chuyển qua đơn số 25. Đơn số 25 ngày hôm nay, cái kỳ này là kim kỳ hồng phai các bạn nhé, mít hồng phai này. Kỳ này thì hôm trước là em làm gãy, gãy kỳ này thì đấy, bây giờ nó đẻ cái mầm gốc này. Đấy, cái mầm gốc này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là con này cắt lỗ thôi nhá, cắt lỗ này. Con này chia sẻ với giá là 150.000 nhá. 150.000 cho đơn số 25. Cái này có một chậu duy nhất thôi. Cái dòng này thì là lá, vừa là lá mít này, lại mà là mặt bông hồng mà hồng rất là đẹp luôn. Đấy, cái này các bác chưa có giống thì các bác sưu tầm nhá. Em chuyển qua đơn số 26. 26 ngày hôm nay đó là một chậu nái năm cánh trắng cố hương hai mầm gốc. Đơn 26 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn số 26. Em chuyển qua đơn số 27. 27 ngày hôm nay ba mầm gốc luôn nhá. Đơn 27 này chia sẻ với giá là 250.000 năm cánh trắng cố hương. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 ngày hôm nay đó là năm cánh trắng gấu trúc các bác nhá. Năm cánh trắng gấu trúc. Đơn hàng số 28 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn số 28. Em chuyển qua đơn số 29. 29 ngày hôm nay kỳ này ngọn vẫn đang đi rất là đẹp. Đơn 29 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn số 29. Em chuyển qua đơn hàng số 30. 30 ngày hôm nay thì đó là một kỳ năm cánh trắng vô thường. Đơn hàng số 30 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn số 30. Em chuyển qua đơn số 31. 31 ngày hôm nay chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Ngọn này, ngọn đang đi các bác nhá. Đơn hàng số 31 400.000. Em chuyển qua đơn số 32. Đơn số 32 ngày hôm nay 450.000 rồi nhá. 450.000 đồng cho đơn hàng số 32 năm cánh trắng vô thường. Vừa rồi mặt bông vô thường nó lại rất là đẹp rồi nhá. Cái mắt trông thoáng qua như Juliet luôn. Đơn hàng số 32. Em chuyển qua đơn hàng số 33. Đơn hàng số 33 ngày hôm nay kỳ này khoảng tầm 30 cent. Đơn số 33 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng rồi nhá. 500.000 cho đơn 33. Em chuyển qua đơn số 34. 34 ngày hôm nay đó là năm cánh trắng mắt trâu. Kỳ này cái cắt khúc rồi nhá. Đấy, như cái chậu này nó vẫn được thêm một mắt nữa này. Cái này là kê cắt cả mẹ này. Tất cả đều ấm chậu và ngọn đang đi. Đơn 34 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 thôi nhá. 150.000 đồng một chậu cho đơn số 34. Em chuyển qua đơn số 35. Đơn số 35 ngày hôm nay kỳ này ngọn vẫn đang đi. Đơn 35 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 nhá. 250.000 cho đơn số 35. Em chuyển qua đơn số 36. 36 ngày hôm nay chậu này hai mầm gốc nhá. Hai mầm gốc. Đơn 36 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 rồi nhá. 380.000 cho đơn hàng số 36. Em chuyển qua đơn số 37. Đơn số 37 ngày hôm nay đó là năm cánh trắng bảo duy. Đơn 37 ngày hôm nay chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 cho đơn số 37. Em chuyển qua đơn số 38. 38 ngày hôm nay chia sẻ cho các bác với giá là 480.000 cho đơn hàng số 38. Em chuyển qua đơn hàng số 39. 39 ngày hôm nay chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. 400.000 nhiều nhá. Cho đơn hàng số 39. Em chuyển qua đơn hàng số 40. 40 ngày hôm nay đó là một cặp sơn nữ Sơn La rồi nhá. Sơn nữ Sơn La. Đơn hàng số 40 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 2 triệu đồng rồi nhá. 2 triệu đồng cho đơn số 40. Và đơn hàng số 40 thì cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Và em chỉ dùng một Zalo duy nhất các bác nhá. Các bác nhập số điện thoại em để phía góc bên trái màn hình là sẽ ra Zalo của em luôn. Và các bác mua hàng thì các bác hoặc là các bác cần tư vấn liên hệ gì các bác cứ liên hệ qua Zalo hoặc là trực tiếp qua số điện thoại giúp em nhé. Các bác đừng bình luận trên kênh vì nhiều khi bình luận trên kênh thì em không trả lời được. Nên là mong các bác cô chú anh chị mình thông cảm. Cuối video thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.